Thành rất là hồi hộp tại vì Thành được đề cử đến hai hạng mục người dẫn chương trình và cả diễn viên hài. Đã trải qua 10 năm rồi mình làm việc, mình đứng trên sân khấu để được quý vị khán giả yêu thương. Và năm nay cũng là năm thứ 10 mà giải thưởng truyền hình HTV tổ chức, nên cũng là một cái dịp mà rất là đáng nhớ. Và nếu như mà năm nay mà nhận giải thì càng nhớ nhiều hơn nữa. Và còn gì bằng khi mà năm nay lần đầu tiên mà Trấn Thành đi trên một thảm đỏ với một người đẹp là người yêu của mình. Cảm ơn em nhé. Không còn gì hạnh phúc hơn nữa khi bên tay phải là em, bên tay trái là giải thưởng. Còn gì hạnh phúc hơn? À, em muốn hỏi anh là ngày hôm nay khi mà các bạn cùng quan xem anh Thành ở trên thảm đỏ thì chị là sao? Mong muốn như thế nào là anh Thành sẽ đạt cả hai giải thưởng không? Thật sự mà nói là Harry từ xưa giờ là Harry riêng về cái hài của anh Trấn Thành là từ xưa giờ Harry rất là thích. Tất cả trước khi quen nhau là em đã thích rồi. Cảm ơn. Em rất là Harry rất là tự hào về anh ấy và Harry nghĩ là thật sự thì kết quả của đây thì Harry không có quan trọng cho lắm tại vì đối với Harry là anh ấy lúc nào cũng là số 1 rồi. Thôi được rồi. Xong rồi. Đủ rồi. Giờ thân mật vậy là đủ rồi. Đúng rồi. Đúng. Đi thôi ạ. Đúng rồi.